Những ngày gần đây, vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và tỷ phú Gerard Richard Williams III, tức chồng của nữ ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền, gây xôn xao dư luận. Sau thời gian giữ im lặng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết định lên tiếng về vụ việc này, cũng như mong muốn khán giả thấu hiểu cho những mất mát mà anh đang gánh chịu. Theo Đàm Vĩnh Hưng, khi thông tin về vụ kiện giữa anh và tỷ phú Gerard lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội thì anh vẫn chọn giữ sự im lặng. Vì nam ca sĩ 7X không muốn đôi co nói xấu kể tội bất kỳ ai trên mạng xã hội, bởi anh hiểu mỗi đất nước có luật pháp riêng. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng nhận về khá nhiều lời bình phẩm cay nghiệt, trong đó có cả sự hả hê của một số anti-fan. Theo giọng ca Bình Minh sẽ mang em đi, không ai hiểu được hoàn cảnh và những mất mát của anh. Anh nói, suốt phần đời còn lại, tôi phải cam chịu với sự mất mát đó. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, không thể gọi thành tên trong cuộc sống từ khi gặp nạn. Làm sao các bạn hiểu được, tôi đã tự dằn vặt mình suốt 9 tháng qua chỉ vì một điều duy nhất, đó là tôi đã đánh mất đi sự nguyên vẹn của hình hài mà cha mẹ và Thượng Đế đã ban tặng cho mình. Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ anh không dám chia sẻ câu chuyện mình gặp tai nạn ở Mỹ cho mẹ và con trai vì gia đình lo lắng, tổn thương. Anh nói, tôi giấu má tôi hơn 9 tháng nay, con tôi ngây ngô hỏi tôi, sao ba Hưng mang vớ hoài vậy? Tôi chết điếng và cảm thấy đau còn hơn lúc tai nạn ập đến. Vì tôi đã nói gạt con mình và má mình lâu như thế mà vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể nói thật cùng họ được. Đó là điều tôi không bao giờ muốn làm với gia đình, nhất là con của mình. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng ngầm cho biết rằng việc anh khởi kiện là cách giúp tự bản thân bù đắp an ủi những tổn thương mà mình phải gánh chịu. Tuy nhiên, anh lại nhận về nhiều lời chỉ trích lăng mạ. Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh việc anh lên tiếng không phải cầu mong được mọi người bênh vực. Thay vào đó, anh chỉ mong một số đối tượng dừng tấn công mình trên mạng xã hội về kết quả của vụ việc này sẽ được tòa án phán quyết. Chỉ trích, nhục mạ và tự cho mình quyền phán xét dễ làm lắm, nhưng để cảm thông, thấu hiểu thì khó. Tại Việt Nam và thế giới cũng đã có những trường hợp nghệ sĩ không chịu nổi sự thóa mạ dồn ép của dư luận mà đã chọn lấy cái chết tức tuổi. Tôi viết ra đây không phải mưu cầu các em, các bạn sẽ bênh vực tôi. Tôi thật sự không cần đâu, vì nó không hề có chút giá trị nào để thay đổi sự phán quyết của tòa án. Nếu tôi sai, tòa sẽ xử sai, và sự thua cuộc đó tôi sẽ là người đón nhận, chứ không phải các em các bạn hay người nhà các em các bạn, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Trước đó, nguồn tin thân cận với báo Thanh Niên xác nhận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn tại một sự kiện diễn ra ở nhà tỷ phú Gerard hồi tháng 2 năm 2024. Cụ thể, anh bị thương do một mảnh vỡ từ đài phun nước rơi trúng chân. Sau gần 9 tháng từ sự cố này, Đàm Vĩnh Hưng quyết định khởi kiện yêu cầu chủ nhà bồi thường thiệt hại. Vào ngày 26 tháng 11, một số nhân chứng tại bữa tiệc đã đăng đoạn clip nam ca sĩ 7X nhảy nhót, leo lên chiếc mâm của đài phun nước lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng nhảy nhót cực sung trong buổi tiệc riêng tư tại nhà của tỷ phú Gerard Richard Williams III, chồng nữ ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền hồi tháng 2 năm 2024. Trong clip, Đàm Vĩnh Hưng được nhìn thấy đứng trên bồn phun nước biểu diễn mashup Say Tình Không Phải Em, cạnh anh còn có ca sĩ Hồng Ngọc. Trước khi trèo lên, Đàm Vĩnh Hưng đã dùng tay rung lắc chiếc mâm trên đài phun nước vài lần. Sau khi leo lên thì chiếc mâm đổ kéo theo anh bị ngã. Mọi người ở xung quanh nhìn thấy, nhanh chóng kéo Đàm Vĩnh Hưng ngồi dậy. Sau 9 tháng xảy ra sự việc, Đàm Vĩnh Hưng quyết định khởi kiện tỷ phú Gerard Richard Williams III yêu cầu chủ nhân bồi thường thiệt hại. Theo nội dung đơn kiện, phía Đàm Vĩnh Hưng gửi lên tòa, ông Gerard Richard Williams III đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông sai mục đích, đó là làm sân khấu và bàn để các loại đồ uống trong bữa tiệc. Điều này khiến bồn phun nước bị đổ, rơi trúng chân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hậu quả, giọng ca Bình Minh sẽ mang em đi bị thương nặng, phải cắt bỏ một vài ngón chân. Khi vụ việc xảy ra, nguồn tin của báo Thanh Niên cho hay Gerard Richard Williams III hoàn toàn bất ngờ hành động pháp lý quyết liệt của Đàm Vĩnh Hưng. Vụ kiện cáo khiến ông sốc và cảm thấy mình như bị phản bội bởi một người bạn thân thiết. Gerard Richard Williams III chia sẻ, tôi rất buồn và con tim như vỡ vụn ra vì một người bạn thân thiết đã làm những điều tổn thương đến tôi. Bên cạnh đó, chồng của ca sĩ Bích Tuyền còn khẳng định sau khi sự việc xảy ra, ông đã chi trả toàn bộ tiền viện phí cho Đàm Vĩnh Hưng nhưng ông không tiết lộ con số cụ thể. Song song đó, ông còn nói thêm rằng con số giọng ca biển tính mong muốn bồi thường lên đến 50 triệu đô la Mỹ chứ không phải 15 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại phía ông Gerard Richard Williams III chưa thể cung cấp thêm thông tin về vụ việc này cho đến khi tòa án thụ lý. Mặt khác, Gerard Richard Williams III khẳng định đây là vấn đề riêng của ông và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nên không liên quan đến bất kỳ nghệ sĩ nào. Ông vẫn trân trọng tài năng và tình cảm của các bạn bè là nghệ sĩ Việt Nam dành cho ông nhiều năm qua.
Ngoài ra, nguồn tin của báo Thanh Niên còn chia sẻ vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và Gerard Richard Williams III là một vụ việc phức tạp và đang trong quá trình giải quyết tại tòa án. Việc có thắng kiện hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm các bằng chứng mà cả hai bên cung cấp để đưa ra phán quyết. Một ca sĩ có mặt trong đêm tiệc cho hay sẽ tham gia vào quá trình pháp lý trong vụ việc liên quan đến tai nạn của Đàm Vĩnh Hưng. Là người chứng kiến trực tiếp từ đầu đến cuối, người này nói với Thanh Niên sẵn sàng ra tòa làm nhân chứng mà không sợ ảnh hưởng các mối quan hệ của mình. Tôi tin tưởng vào sự thật, ở Mỹ và Việt Nam đều có luật pháp, nhân chứng này cho hay.